Hy vọng tham dự Olympic của U23 Indonesia vừa mới thắp lên đã bị dập tắt. Ủy ban Olympic Thế giới IOC vừa lên tiếng về khả năng đội bóng này thay thế Israel. Tại đại hội thành viên lần thứ 74 của FIFA vừa được tổ chức tại Thái Lan vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông qua nghị quyết gửi đơn kiến nghị kêu gọi FIFA tước bỏ tư cách thành viên của Israel. Liên đoàn bóng đá Palestine cũng gửi đơn lên FIFA để yêu cầu loại Israel. Lý do được đưa ra liên quan tới chính trị khi Israel đang có xung đột với Palestine. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định cân nhắc khả năng trừng phạt Liên đoàn bóng đá Israel. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, Olympic không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Thay vào đó, Ủy ban Olympic Thế giới IOC mới là đơn vị quản lý giải đấu. Do đó, họ mới có quyền bác bỏ tư cách tham dự của đội bóng nào. Lên tiếng về vấn đề loại bỏ U23 Israel khỏi Olympic, cả Chủ tịch Ủy ban Điều phối của IOC lẫn Phó Chủ tịch IOC đều cho biết không thể đòi hỏi các biện pháp trừng phạt chống lại Israel tại thời điểm này. Điều đó có nghĩa cơ hội tham dự Olympic đã khép lại với U23 Indonesia. Đội bóng này đã trải qua hành trình ấn tượng tại giải U23 châu Á khi lọt tới vòng bán kết ngay giải đấu lần đầu tham dự. Tuy nhiên, ba thất bại liên tiếp trước U23 Uzbekistan, U23 Iraq và U23 Guinea đã khiến cho đội bóng xứ vạn đảo lỡ hẹn với Olympic.